Cái gì? Con gái đã bắn hay rồi con đầu dài nữa thì tự nhiên mà chi đồ nổi cho được. Ngay hôm nay hỏi cái thảo tá tay của một bạn nữ ở trong Air Force. Air Force là một trong những đội tuyển của Thái Lan. Thôi coi đi. Sâu tay bà, ok. Bạn dùng Ok. Yeah, iPhone để chỉ chụp ảnh thôi, không để chơi game. Để đó thôi. No, no iPhone, no iPhone. iPhone để chụp ảnh thôi. Roger chơi game. Tôi bắn snipe, bắn ống nhắm, súng ngắm, bắn bốn ngón và bắn bình thường kiểu ba ngón. Khi dùng ống ngắm thì bốn ngón. Rồi. Phím này là phím ba ngón. À, đổi súng là bằng... Ôi ơi. Sao mà bắn nhanh như kiểu PC vậy? Mà còn không khựng nữa, còn nhanh hơn PC nữa mọi người ạ. Ôi ơi. Bắn nhanh hơn cả PC nữa đấy chứ đùa à. Mình bắn PC mà mình cũng phải gọi là quấn gói đi chè luôn. Đây là clip reaction nha các bạn. Nếu các bạn muốn xem mà không có giọng nói của một cái thằng ngớt ngơ nào đó, các bạn có thể sang xem clip của bạn này. Mình sẽ để một ở bên dưới. Vì mình không muốn là một thằng ăn cắp, mình chỉ là một thằng bú phim thôi. Anh chị xem clip nhớ làm ơn làm phước bấm like subscribe nha, để mình có thể vượt qua được group Wi-Fi. Ê à, bắn trần clip như vậy thì thứ gì chịu nổi ta. Nhưng mà chất lượng video coi hơi mở đau mắt quá. Nhưng mà vẫn xem được nha các bạn. Tí rồi mình sẽ sang xem thử bắn không có hết cam rồi coi áo cỡ nào các bạn. Thôi đó nhanh quá các bạn ơi, tầm gần như vậy mà bắn trên điện thoại. Cỡ mình là bắn trên PC mà kiểu mình cũng phải mặc tã mà các bạn. Đứng im kiểu one shot thôi. Quá ghê gớm. Ui ơi. Ui có người bên phải các bạn. Chạy ra mà có bị bắn. Là rồi, ui ơi, nhanh quá các bạn ơi. Không bắn chạy mới được vô đấu giải các bạn. Bắn chạy mới trong đội tuyển các bạn ơi. Không biết có được đấu giải không, nhưng mà bạn này ở trong đội tuyển rồi đó. Ui bắn như thế này, chịu rồi. Đây xem bạn ấy bắn súng bình thường. Bắn súng bình thường cũng bình thường. Bắn súng bình thường cũng bình thường mọi người. Chứ bắn súng bình thường mà bất thường là bay à. Bắn súng bình thường phải bình thường thôi. Không xử lý tốt. Và để xử lý khá là tốt. Và nói là mình bắn PC nhưng mà mình xử lý không tốt bằng bàn này đâu. Sao lại tắt đi cây tê chứ lệ. Giờ mình đang ngồi mình nói với một thằng ngu à. Quay clip với các bạn nãy giờ là một chút lỗi chút xíu thôi mọi người. Không có gì hết. Lỗi một chút xíu. Hơi lỗi một chút xíu mới lấy cái điện thoại gắn cái cam đút vào gọi là quay xử lý gọi là cung mặt kiểu ui kìa thế nhờ. Bạn này bắn xử lý phải gọi là quá nhanh. Mình nhớ mình có coi trên TikTok có khứa nào xử lý đi xử lý cũng nhanh lắm. Kiểu nó bắn nhảy bắn nhảy bắn nhảy. Và theo mình phân tích cái thao tác tay của bạn này á là sử dụng ngón cái nè để gọi là móc đó. Có chỗ ở trên á là móc xuống nè, ngón cái giữa móc lên ngón trên móc xuống nha các bạn. Bên này thì một tay nút di chuyển, một tay di chuyển nhẹ nhẹ từ từ đó, xong rồi cái tay bên trên còn móc xuống à, hai tay móc cách xíu là ra luôn. Đầu óc của chúng mình nhiều lắm, rất là đồi. Ý là cho người ta ra sẵn đó. Đấy, trời ơi. Trời ơi, bắn mà gọi là scope bật danh. Cái kiểu này mình nhớ hồi xưa chỉ có một người làm được, đó chính là Ui. à, ui à, em nó đau, em nó đau. Móc móc nhiều, đau. Có gì em các bạn. Hồi xưa có một ai nha. Bắn như Low Ren, đúng rồi. Snipe đẳng cấp ngày xưa có Low Ren. Bây giờ xem bạn này, tính như bạn này vẫn cũng đẳng cấp phết. Ui rồi, gãy à, gãy cả nhiều khi là được truyền cảm hứng từ Low Ren ấy các bạn. Khá là đẳng cấp ha. Xử lý kiểu ok phết đấy các bạn ạ. À. Phím cũng khá là gọn gàng sạch sẽ.
Ui trời ơi, bay màu. Ui, hai cái shot liên tục. Ui, tính ra chuyển sniper nhanh phết đấy chứ. Bay vào trong bắn. Ui rồi, ta đi bên kia làm gì vậy? Bốn người gần bốn luôn này. Pha này mà cân 4 sniper luôn à? Ui, mình bắn BC còn không làm được như thế này đâu các bạn. Kiểu gặp hai ba người kia là kiểu tay kiểu tay kiểu đung 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 chết luôn. Ui cần 4 sniper tầm gần. Ui ơi, à, game play tức là trận này không bắn sniper các bạn. Trận này không bắn sniper thì xem bài xử lý. Đây bạn ơi bắn sniper rồi. Bạn ấy mang cái con hiện bạn ấy mang chép MB cùng với cái hiện bắn một khẩu là bạn ấy kiểu bắn một khẩu là bạn ấy sẽ kiểu bắn trong nạp đạn để được bắn nhanh hơn. Wow. Ui, hít sọt nữa rồi. Nhưng mà phải công nhận là bạn này bắn rất là nhanh. Bắn phải cỡ gọi là nhanh như BC. Mà kiểu nhanh như BC mà BC bắn hay chứ không phải BC bắn gần, bắn bắn cùi đâu. BC bắn nhanh lắm. BC mà bắn hay là bắn nhanh lắm, không có bắn chậm chậm như mình đâu mọi người. Mình là rùa bò đấy. Đó mình rùa bò trên mặt trận Free Fire BC thôi. Quá ghê. Một khẩu bắn cũng nhanh mà hai khẩu bắn cũng nhanh đấy. Nhưng mà móc là phải móc bằng bốn ngón nha mọi người. Như anh chị ơi, ôi ơi đang chạy mà hít sọt kiểu người cái này người cái này không phải là chó ngáp phải ruồi các bạn mà là do cái người ta bắn nhiều quá chưa ta bắn quen thành ra cái cảm giác tay của người ta là nó hay ở phía bên trên đầu á. Thành ra khả năng dớt vào đầu nó cũng phải 50-50 à, một là bắn trúng đầu, hai bắn trúng người. Tâm là phải kéo vô đầu mới chịu. Gà trò phải kéo cái trầu mới chịu. Bắn trên điện thoại mình bắn không phải như vậy đâu các bạn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Mình sẽ luyện tập để mình vào đấu trường chân lý à. Ý là đấu trường chân lý ở trong sóng của mình á chứ không phải là kia đâu. Ủa, xử lý cân hai rồi các bạn ơi, một người rồi nè, còn người đằng sau nữa, người đằng sau kệ, người đằng sau vô đây cứu rồi, cho ăn viên đạn luôn các bạn, một viên ngay. Tôi đổi súng chuyển sang sniper bắn sấy nhanh thiệt sự các bạn, nhanh như BC hơn BC nữa, cảm giác nó không có khựng. Rồi một đầu một đầu một đầu một đầu. Xem tiếp anh em ơi. Đối thủ của cô ấy á, kiểu đang đội cái nón nhìn anh em cái một viên đạn bay phun bay cái đầu. Đấy. Giờ mình nói chung là cũng sợ bị bay đầu quá nên nói chung là mình đổi nó bảo hiểm để mình xem nha mọi người. Đấy. Ok. Ôi trời, quá nhanh rồi. Nay mình đội cái nón bảo hiểm này chắc là không bị bắn bay đầu đâu mọi người. Sợ bị bắn trúng lây. Bắn nhanh quá, bắn dính lây. Lần đầu tiên xem headcam của bạn này. Và mình có nhả hứng là làm reaction, biết đâu bú được fame. Bú được fame V5 các bạn làm ơn làm phước bấm like cho mình vượt qua rút Wi-Fi nha các bạn. Rút fame thôi, rút fame. Bạn này cũng có tư duy di chuyển đấy, không phải đùa đâu các bạn ạ. Ui sao đó mà mình làm được trên PC là mình đăng clip mình kiểu mình làm như kiểu mình mới làm một highlight được duy nhất trên thế giới này luôn á các bạn. Anh chị ơi em mà em bán được như này em không làm mấy clip hướng dẫn PC đâu, em làm clip hướng dẫn trở thành một pro player, một game thủ chuyên cần nghiệp. Bạn này bắn hai ba tay nhưng mà có vẻ nhanh phết nhỉ, mình bắn bốn tay mà sao chậm thế không biết nữa.
Bạn ấy bấm hai nút bắn rồi, bạn ấy bấm nút bắn bên trái rồi, bạn ấy còn kéo tâm lên mình nút bắn bên phải nữa các bạn. Để tí vô trong điện thoại test thử coi đạn nó có ra nhanh hơn được nào không, phải mấy giây không? Hên quá này, giờ bạn không cầm snip nên nó không có bị bay nón các bạn, nón vật ở trên đầu nè. Ui, nói chung là mấy pha này gọi là xử lý theo kiểu bắn ranh bình thường rồi. Bạn này giỏi bắn snip hơn, mình là thấy bạn này bắn mấy cái cầu dài dài đó. Nói chung là cầm mấy cầu dài dài trên tay á là nó sẽ nhanh, nó sẽ hay hơn. Còn bắn mấy cầu này thì mình nghĩ chắc là bình thường thôi, kéo toàn phun đỏ thì mới ghê chứ mấy cầu này kéo vàng như này mình cũng làm được. Bruh. Nhưng mà xử lý cân 4 thì mình làm không được các bạn. Mình gặp một thằng thì mình còn kiểu mày biết bố mày là ai không? Nhưng mà nếu mà mình gặp mà tầm 2-3 người á là chết rồi, tè cho tả rồi các bạn ơi. Xong rồi, ngấm tay kiểu cầm điện thoại kiểu. Rồi, clip này đến đây kết thúc. May là cái nón của mình vẫn còn các bạn. Quá là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like, subscribe cho channel của Yao Du. Làm ơn làm phước đi. Mình sẽ vượt qua được group Wi-Fi dòng tương lai nào đó thì không biết. Group Wi-Fi ở bên Bangladesh.